giờ là hiện tại là khách đang di chuyển chiếc xe 16 chỗ năm 2022 nha các bạn, đang chạy thử một đoạn đường ngắn ở trong nhà máy ô tô sắt nha các bạn. Đấy. Xe chạy động cơ rất êm máy, lốp sau và cực kỳ sang trọng và đẹp mắt màu trắng nha các bạn. Xe này thì động cơ nó rất mạnh và đặc biệt nó cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu nha các bạn. Đây là các anh khách hàng đang đến để xem chiếc xe các bạn. Khách hàng đang lùi chiếc xe lại vào vị trí ban đầu nha các bạn. Những anh khách hàng đang xem xe rất là kỹ nha các bạn, nghe tiếng nổ của chiếc xe trước khi bật máy lạnh và sau khi bật máy lạnh và chờ để xem hệ thống lạnh nó có mát không nha các bạn. Đấy. Đây là mình đang ở nhà máy ô tô sắt Bình Thạnh các bạn. Động cơ cumin rất mạnh mẽ, an toàn và tiết kiệm nhiên liệu. Cực kỳ sang trọng và cái chiều cao này thì rất cao nha các bạn. Đấy. Và phía sau thì nơi để hành lý rất rộng rãi nha các bạn, rất rộng nha các bạn, phía sau cực kỳ rộng nha các bạn. Đấy. Đây là anh Ký nha các bạn, thì sau khi xem xe từ sớm giờ thì anh đã chọn cái xe màu trắng nhưng mà thấy xe màu bạc đẹp quá là anh lấy xe màu bạc luôn các bạn. Anh Tý, sau khi xem xe anh có cảm nghĩ như thế nào anh? Anh thấy chiếc xe này nó như thế nào anh Tý? Ok nha em. Dạ, đấy thì anh Tý đã tiến hành chốt xe và đặt cọc rồi nha các bạn. Đấy. Bây giờ thì mình đang ở chỗ nhà máy ô tô rác nha các bạn. Ở đây thì rất nhiều xe tải. Đấy. Đó. Cả xe du lịch nữa các bạn, 16 chỗ nữa các bạn. Hãy bật đứng lên thử dùm em, thử xem cái chiều cao đấy nha các bạn. Chiếc xe này phải nói là cực cao. Anh Tý này thì anh cũng rất là cao, nhưng mà 1m75 nhưng mà anh đứng lên đây thì cũng chưa tới nha các bạn. Cái này nó chiều cao nó khoảng 1m80 1m85 này nha các bạn. Đấy. Với cái dàn ghế cực kỳ đẹp. 1m85. Dạ dạ. 1m85 á anh. Còn 1m95 chứ. 1m95 rồi, còn này còn 2 tấc. Dạ vậy hả anh. Cải tiến hơn nữa, xe này cải tiến hơn Hyundai Suzuki là được 2 ghế ngang tài xế mặc luôn. Dạ bạn anh. Vậy. Bắt nghiên cứu kỹ ha. Đây, hơn Hyundai rất nhiều. Dạ. Mặc luôn hai cái ghế trước nữa nha các bạn. Đây. Hyundai rất là nhiều. Dạ dạ. Đắt cái này luôn. Không sao. Bật xuống luôn anh ha. Hyundai là các bạn về là các bạn phải sử dụng này nè. Hyundai rất là nhiều. Dạ. Cái Hyundai là Hyundai là ghế này làm về phải làm lại, các bạn phải tốn 2,5 triệu. Dạ vậy ha. Tức là theo ý kiến của anh Long thì nếu mà Hyundai thì về thì mình tốn thêm cái chi phí là mình làm cái ghế xuống các bạn. Còn cái này thì làm sẵn luôn rồi các bạn.
cho nên mình mua về mình có nhiều cái hàng mình khỏi phải làm nữa nha các bạn. Đây, ghế này lớn hơn ghế U rất nhiều. Dạ. Ông vô đây. Ghế này thì mua ưng ý được bộ ghế về là khỏi tốn tiền. Các bạn khỏi tốn ghế tiền. Này cái da nó là cực tốt anh. À, xé lại đi. Dạ dạ anh ra đây. 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 Ghế da rất đẹp nha các bạn. Đây, Solati không qua đâu. Quá đẹp đấy chứ anh nhè. Cải tiến hơn là ga lăng là điều chỉnh ga lăng. Dạ. Yeah. Cái là điều chỉnh ga lăng. Anh thấy cái vô lăng kỳ này với lại những cái kỳ trước anh thấy nó đẹp không anh? Đẹp. Hơn yeah. Nói chung là cải tiến hơn Solati là điều chỉnh trên ga lăng. Dạ. Yeah. Nút bấm ga, nút bấm điều chỉnh ga lăng, 6 số cần số rất đẹp. Dạ. Yeah. Với lại số của nó cũng cực nhẹ nữa. Cực nhẹ. Dạ. Yeah. Cải tiến hơn là ăn bị da nó nhẹ hơn, nó nhẹ như Solati. Dạ mẹ ha anh. À. Amiga là anh Lâm thấy là so với những cái đời xe trước là nó nhẹ hơn đúng không anh? Cái à. Với cửa. Dạ. Cửa không cần thiết phải đóng mạnh. Dạ. À. Đây, rất là nhẹ. Dạ. Đó. Rất nhẹ nhàng nha các bạn. Đấy. Chiếc xe này nó là cực kỳ đẹp mắt các bạn và nó thuận tiện cải tiến rất là nhiều hạng mục. Để cho khi mà khách hàng mua xe về chạy thì mình không có phải tốn nhiều chi phí để mình sửa sang cũng như mình làm thêm các bạn. Đấy, cho nên đây là một chiếc xe rất là hợp lý để mình chọn mình chạy dịch vụ nha các bạn. Dạ, chơi. Để cho nó. Phía sau mấy anh thấy nó có rộng không? Thấy nó rộng. Nó có cho có cái gì. Đấy, và phía sau thì cũng rất là mãi nha các bạn. Phần ghế U cực kỳ đẹp mắt. Mở góc vuông được luôn á anh Long. Mở ra. Đúng đúng, chính xác. Đấy, bác đúng là kinh nghiệm nhiều năm đó chứ nhè. Có được vậy. Đấy, mở ra được góc lộng, rất lộng nha các bạn. Cái xe này cũng bị mới mà cũng chưa có gì dài nha các bạn. Mua xe này thì nó có cái cảm biến lùi rồi nó cũng rất thoải mái anh. Mình đi nó cũng an toàn hơn nhiều anh ạ. Đây các anh các bạn đang vào trong khoang cabin để kiểm tra lái thử nha các bạn. Và anh đã chọn được chiếc xe này. Cái số khung số máy của chiếc xe này để lấy chiếc xe này nha các bạn. Đây. Quá đẹp cho một cuộc tình các bạn. Chiếc xe cực kỳ kinh tế các bạn. Nói về cái giá mà nó hơn 700 triệu, 700 mấy triệu mà để mà đầu tư chiếc xe 16 chỗ để mình chạy dịch vụ thì nó rất là tốt các bạn. Xe này thì chưa ốp cái hai cái ốp bên hông nha các bạn. Xe này chưa có hoàn chỉnh các bạn. Mình quay cho các bạn cái khu vực phía sau nha các bạn. Rất đẹp. Cực kỳ sang trọng. Nhìn thấy không? Đem ra vô được hết đó. Cái hệ thống cách âm của nó cũng rất tốt. Cái đài hay lắm nó nổi. À, nó có sợi dây em khỏi chú viên nè. Chết. Không phải gắn sức được. Chưa bỏ vô chiếc kia mới đó. À, chiếc kia thì nó hoàn chỉnh rồi anh. Nó bỏ thêm mấy cái đùa cho nó đầy đủ anh. Còn chiếc này nó chưa hoàn chỉnh á. Có USB chưa... sạc rồi không cửa hết rồi. Dạ có đầy đủ hết anh. À, mỗi cái vị trí ghế thì nó đều có cái cổng USB để khách hàng khi mà đi thì đoạn đường xa thì người ta có thể
thoải mái live stream, vừa đi du lịch vừa live stream. Tạ rồi. Về chết. Tức lâu để lên. Về chết. Thôi, không có tức lâu. Em lá tức lâu dở lắm. Để vào phần đây nè. Để cái máy và máy DVD nè. Thấy giống như mắt ta ha anh. Xong cái nó để cái ly nước lên đây xong luôn. Về là thấy đụng má kho của mình không chết rồi. Rồi con nhẹ ha. Heo á, Hyundai nè. Con rất nhẹ ha. Được 2 ổ, Hyundai nè, Hyundai thôi. Số nhẹ lắm. Kéo lên như mình chu đi đó. Ừ. Rồi, rồi. Cũng có màn hình vé luôn kìa. Đã ha. À. Có cảm biến lùi á anh. Đẹp luôn, số đẹp ghê. Số đẹp mà nhẹ. Hồi cái đợt trước là em chạy đợt Tết á, là em chạy một chiếc xe màu đen ra ngoài Thái Bình á. Đấy, chạy đi em có quay cái video á, không biết anh có xem chưa. Anh em mình rút vậy đi. Dạ.